Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau 11 phiên giảm liên tục, trong đó có 7 phiên giảm sàn và 4 phiên giảm sâu, ngày 29 tháng 7, cổ phiếu QCG của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai bật tăng trở lại, lên kịch trần trong bối cảnh ông Nguyễn Quốc Cường, người thường được biết đến với biệt danh Cường Đô La, chính thức là người đại diện pháp luật Thay bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt tạm giam. Vào đầu giờ sáng ngày 29 tháng 7, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến cổ phiếu QCG giảm sàn. Bất ngờ sau đó, lực cầu bắt đáy xuất hiện, kéo cổ phiếu bất động sản Quốc Cường Gia Lai tăng vọt lên trần. Trước đó, QCG có một chuỗi ngày giảm rất sâu, từ mức gần 18.000 đồng một cổ phiếu xuống mức 6.330 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu QCG từng có chuỗi ngày tăng giá kéo dài từ khoảng hồi đầu tháng 2 đến giữa tháng 4. Dù đây là khoảng thời gian QCG đón tin xấu, một điều khá bất ngờ là sau thông tin trên, cổ phiếu QCG lại cháy hàng trong phiên 12 tháng 4 và tăng rất mạnh trong bốn phiên sau đó. Sau khi ông Nguyễn Quốc Cường đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan, với lần quay trở lại này, doanh nhân Cường Đô La sẽ phải xử lý các vấn đề mà lãnh đạo cũ để lại. Không ít người kỳ vọng ông Cường thay bà Loan có thể vực dậy được QCG trong tương lai. Ông Cường là người đã nằm trong ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của QCG trong hơn thập kỷ trước đó. Ông Cường được bổ nhiệm giữ vị trí phó tổng giám đốc năm 2006 khi 24 tuổi. Năm 2008, ông Cường có mặt trong hội đồng quản trị. Trong khoảng thời gian ông Cường nắm quyền tại QCG trước đó, doanh nghiệp phố núi ghi nhận nợ nần lớn, nhiều sai phạm. Sau khi rời Quốc Cường Gia Lai năm 2018, ông Cường đã xây dựng sự nghiệp riêng. Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản và khó riêng của QCG, các cổ đông vẫn có quyền hy vọng vào tương lai của QCG dưới sự trèo lái của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Câu trả lời sẽ sớm có trong tương lai gần. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần 2 diễn ra sáng 30 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Cường xuất hiện với vai trò tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, thay vị trí của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu tổng giám đốc công ty đang bị tạm giam vì liên quan dự án 39 39B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nhiều cổ đông tỏ ra thông cảm, chia sẻ với ông Nguyễn Quốc Cường và Quốc Cường Gia Lai sau sự việc của bà Như Loan. Trao đổi với cổ đông, ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, vụ việc xảy ra tại Quốc Cường Gia Lai liên quan bà Nguyễn Thị Như Loan là sự cố, rủi ro không thể đoán trước. Vụ việc vẫn đang trong thời gian điều tra. Sau thời gian ngừng tham gia, hiện tôi đã trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai với vai trò Tổng Giám đốc. Tôi bảo đảm mọi việc sẽ hoạt động bình thường, trơn tru. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Hiện công ty có nhiều tài sản tiềm năng, pháp lý chuẩn và có thể triển khai mở bán sớm như Marina tại Đà Nẵng, dự kiến quý 1 năm 2025. Dự án đã hoàn tất tiền thuế sớm nên sẽ có mức chiết khấu giá tốt. Về việc cổ phiếu QCG tăng trần 2 phiên liên tiếp vừa qua, theo ông Cường là điều dễ hiểu, vì cổ đông thấy được tiềm năng của công ty, giá cổ phiếu đã giảm sâu sau sự cố. Ông Cường cho rằng nợ không phải là áp lực và chưa bao giờ là áp lực cho quốc cường Gia Lai trong tương lai, nên tình hình tài chính công ty khá tốt không đáng lo ngại. Vì vậy tôi mong rằng cổ đông tiếp tục đồng hành, tin tưởng, sát cánh kể cả sau này. Ngoài ra Quốc Cường Gia Lai đang giữ nhiều quỹ đất tốt, có tính thanh khoản, khả thi triển khai trong thời gian tới. Không có áp lực phải trả nợ lớn trong ngắn hạn là tín hiệu đáng mừng. Ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Lương Thiện Phước, sinh năm 1967, chú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phó Tri cục trưởng Tri cục Quản lý đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Cao Sang, sinh năm 1982, chú thành phố Tam Kỳ, chuyên viên Tri cục Quản lý đất đai về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 1 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về việc thu hồi đất cho công ty Long Hân thuê thửa đất số 337, tờ bản đồ số 29, diện tích 2.211m2, khối Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để xây dựng khách sạn Long Hân. Nguyễn Cao Sang và Lương Thiện Phước được giao nhiệm vụ thẩm định, tham mưu cho thuê thửa, lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bị can đã cố ý thực hiện việc lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý. Sáng 30 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhóm 5 công nhân trong quá trình làm việc tại công ty than Hòn Gai TKV thì gặp tai nạn khiến cả 5 người thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH161624, mức âm 110, vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ suối lại giai đoạn 1, công ty than Hòn Gai TKV, nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn, tổng giám đốc cùng các lãnh đạo cấp cao tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ đến 5 giờ 28 phút ngày 30 tháng 7, công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc, cơ quan chức năng xác định sự cố khiến 5 công nhân tử vong. 5 công nhân tử vong gồm Bùi Văn Đê, sinh năm 1985, Bế Văn Quy, sinh năm 1991, Tô Xuân Tê, sinh năm 2001, Giang AC, sinh năm 1994, Vũ Văn Hát, sinh năm 1977 sơ bộ nguyên nhân ban đầu cho biết trong quá trình làm việc thì xảy ra sự cố lò chợ tụt lở vùi lấp dẫn tới tai nạn. Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết nguyên nhân sơ bộ khiến 5 công nhân tử vong là do lò chợ tụt lở vùi lấp. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu cho một gia đình. Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đơn vị đang mở rộng điều tra và tiếp tục lấy lời khai của bị can đầu độc người thân bằng Sianua ở huyện Nhơn Trạch. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch về hành vi giết người. Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng cyanua khiến chồng và hai cháu tử vong, riêng nạn nhân thứ tư đã ổn định sức khỏe. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm 2022, Bích đặt mua trên mạng chất độc cyanua dạng bột màu trắng và cất trong phòng ngủ. Sau đó, kẻ này đã dùng cyanua lần lượt đầu độc chồng và hai người cháu ruột tử vong. Nạn nhân thứ tư may mắn sống sót. Thượng tá Toàn nói, đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn. Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can bích về hành vi giết người. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Nguyễn Thị Hồng Bích đã chuẩn bị sẵn cyanua để đầu độc những người thân. Nhằm tránh sự nghi ngờ của người thân, Bích đã mua chai thuốc Cyanur và giấu trong ngăn tủ được khóa cẩn thận. Nạn nhân đầu tiên Bích ra tay chính là anh NTT Thờ, là chồng của Bích, sinh năm 1986. Lấy lý do chồng ham mê cờ bạc nên vào giữa tháng 10 năm 2023, Bích mua Cyanur cho vào viên còn nhộng, bỏ chung vào bịch thuốc rồi chính mắt đã nhìn thấy chồng uống liều thuốc có Cyanur. Sau khi chồng mất được một thời gian, Bích nhanh chóng qua lại thân mật với một người đàn ông không có nghề nghiệp ổn định. Biết chuyện, anh trai và em gái của Bích đứng ra khuyên ngăn. Cho rằng anh trai và em gái muốn chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu, Bích đã lấy cyanua cho vào nước ngọt và cho hai cháu NKZ 7 tuổi, con của em gái và bé NHN 12 tuổi, con của anh trai uống khiến hai cháu tử vong. Đến đầu tháng 6 năm 2024, Bích tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chị dâu về việc bàn chuyện sửa nhà cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, còn anh trai mình lại dung túng cho vợ chèn ép mình. Bích đã lên kế hoạch đầu độc cháu NHBT, sinh năm 2006, con của anh trai và chị dâu để trả thù. Lấy lý do cháu T có mụn, Bích nói rằng sẽ mua thuốc để giúp cháu trị mụn. Sau khi uống thuốc trị mụn của Bích mua, nạn nhân T hôn mê, mất trí giác và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu bệnh nhân và kết quả xét nghiệm nạn nhân T bị ngộ độc cyanua. Liên quan đến vụ án trên, ngày mùng 5 tháng 7, công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người.